Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với cà phê sáng và trở lại phần cuối của chương trình. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta sửa soạn để nhớ đến một trong những cái ngày lịch sử đối với chúng ta, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kể từ ngày đó thì hàng triệu người Việt đã rời khỏi Việt Nam để đi định cư ở những cái quốc gia trên thế giới, và chúng ta phải nhìn nhận Hoa Kỳ đã giang tay để đón nhận rất nhiều người Việt chúng ta đến định cư. Và Xuân Quỳnh thấy một cái sự kiện trọng đại đau buồn như vậy đã mang đến một cái sự thành công cho người Việt ở hải ngoại. Trong tất cả các lĩnh vực mà người Việt hải ngoại thành công thì Xuân Quỳnh thấy là lĩnh vực nào là mang lại nhiều thành công nhất ạ? Vâng, thưa quý vị, là trong số những cái lĩnh vực mà người Việt chúng ta thành công tại Hoa Kỳ thì không thể nào không nhắc đến một lĩnh vực, đó là về y khoa. Vâng, đúng như vậy, chắc là tôi cũng phải đồng tình như vậy. Rất là nhiều người Việt ở đây làm bác sĩ hoặc là làm y tá, những cái ngành nghề về y khoa rất là nhiều. Vâng, bên cạnh đó thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow và cái sự hoạt động của họ, và đặc biệt rằng là trong những ngày cuối năm họ đón nhận và chia sẻ niềm vui của họ đối với nhân viên trong những ngày cuối năm 2019. Thưa quý vị, hàng năm thì mỗi một lần đến gần Giáng sinh, Trung tâm Y tế Ma khoa Michael Dow có tổ chức một cái buổi tiệc Holiday Celebration, và chúng tôi giới thiệu đến quý vị bác sĩ Michael Dow, một trong những người phụ trách chương trình y tế cho cà phê sáng của Radio Sài Gòn TV. Chúng tôi xin được gửi lời chào đến bác sĩ. Xin kính chào quý vị và xin kính chào anh Trọng và chị Lan. Thank you anh Trọng đến coming join us for cái ngày lễ hôm nay, là cái Holiday Gala mỗi năm tụi này tổ chức để nhân viên, gia đình nhân viên, bạn bè, rồi associates, những người bác sĩ mình làm chung, để mà get together, mình have fun một chút xíu. Đồng thời cũng cảm ơn tất cả để mà đã một năm qua đã bỏ rất nhiều sức, công sức để mà build up cái Dow Medical Group, cũng như là Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow. Thì đây là vừa là celebration, vừa là appreciation, và we pass out bonus at the end of the year, you know, give me a Christmas gift at the end of the year. Actually, we every year we spend about $250,000 pass out bonus to our staff. Thì kính thưa quý vị thấy là khoảng 19 năm qua thì tụi này cũng rất là may mắn phát triển và có là để mà serve bệnh nhân, có để mà phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn và hiệu quả hơn, thì phải nhờ tất cả các nhân viên cũng phải tốt, vẫn phải hiệu quả thì mình mới tốt được. Thành ra tất cả nhờ các nhân viên mà Dow Medical Group mới được lớn như hôm nay, thì quý phải appreciate tất cả ông nhân viên. Kính thưa quý vị, có thể nói đây là một trong sự kiện dài của những người Việt xa xứ. Vào những thập niên 80, bác sĩ Mai của Dow, một những chàng trai trẻ, xuống một chiếc thuyền rời Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ, và ông khởi đầu sự nghiệp của ông với những ngày có thể nói khó khăn nhất trong của những cuộc đời của những người tị nạn. Và ngày hôm nay thì không có thể ai nhầm lẫn được một trong những người đã tạo nên được một cái sự nghiệp tại miền Nam California. Kính thưa quý vị, đó là bác sĩ Michael Dow. Hôm nay Radio Sài Gòn TV chúng tôi có mặt để cùng chia vui cái niềm vui với Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow. Cô Lan, cô cũng là một trong những người làm việc ở đây. Cô có muốn điều gì hỏi bác sĩ nào? Thưa bác sĩ, em muốn hỏi là năm tới Trung tâm Đa khoa Michael Dow có những gì thay đổi không, thưa bác sĩ? Thì kính thưa quý vị, năm tới tụi này có gọi là phát triển, có cái rất nhiều trong cái pipeline. Thứ nhất là tụi này có một cái máy gọi là NeuroStar,
Cái máy này á là đặc biệt dùng để chữa cho những người bị lo âu, buồn rầu, chán nản, mà rồi không cần thuốc men gì hết. Chỉ có một cái nón mình chụp lên rồi mình làm thì người ta sẽ bớt buồn rầu chán nản mà không phải phản ứng phụ của thuốc men. Đó là cái máy mới nhất và nó trong cái gọi là mental health services của tại Đào Medical Group, trung tâm y tế đa khoa Mai của Đào. Đồng thời Huy cũng getting ready for the third floor, xây cái tờ lầu 3 và chuẩn bị xây cái chỗ mới, địa điểm mới nữa. Yeah. Là ở đường Brookhurst and Garden Grove, cái corridor đó. Hy vọng là nó bắt đầu break ground this year, I mean 2020. Trung tâm y tế đa khoa Mai của Đào hiện nay đang có một cái quỹ gọi là quỹ non-profit từ thiện, và hy vọng rằng tất cả những cái hoạt động của Trung tâm y tế Mai của Đào sẽ đem lại một cái nguồn vui cho cộng đồng người Việt chúng ta. Chúc mừng năm mới. Thay mặt cho Leader Sài Gòn TV, chúng tôi xin chúc mừng gia đình của bác sĩ cũng giống như toàn thể nhân viên của bác sĩ một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn anh Trọng, cảm ơn chị Lan, cảm ơn Leader Sài Gòn TV đã cho tôi có cơ hội làm việc chung với anh Trọng cũng 6 năm rồi anh, 5-6 năm rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả những quý vị đã tin tưởng vào anh em chúng tôi để mà provide cái medical services. Hy vọng là chúng tôi sẽ không có let quý vị down, sẽ cố gắng làm tốt hơn, làm đẹp hơn, làm giỏi hơn để phục vụ cho quý vị. Nói đến Trung tâm Y tế Đa khoa Mai của Đào mà chúng ta không nói đến một nhân vật có thể nói là đứng đằng sau lưng nhưng mà luôn luôn là dẫn dắt Trung tâm Y tế Đa khoa Mai của Đào, đó là phu nhân của bác sĩ Mai của Đào. Chào Colin. Dạ, xin chào anh Đoàn Trọng, xin chào chị Lan. Kính thưa quý vị, một Trung tâm Y tế Đa khoa Mai của Đào bao gồm những người thân thiết, nhưng trong đó hai vợ chồng của bác sĩ Mai của Đào là một trong những cái giường cột, và chúng ta lấy nền tảng gia đình để phát triển một cái sự nghiệp ở tại hải ngoại. Trong những năm qua gắn bó như vậy, cô thấy có vất vả lắm, có mệt lắm không thưa cô Linh? Dạ thưa anh Trọng, thì bây giờ mà nhìn lại đó thì em cũng rất là ngạc nhiên, tại em không biết làm sao mà em có thể vượt qua những cái thời gian đó, thời gian mà mình có ba đứa con nhỏ, lại một có cái pharmacy, rồi lại một có cái clinic, và ngày nào cũng phải nghĩa là vừa ở công việc vừa về nhà. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mình thấy sao mà quý cái thời gian đó quá. Dạ. Yeah. Cô Lan cũng là một trong những người phụ nữ, cô muốn hỏi bà bác sĩ Mai của Đào cái gì cũng muốn hỏi nè. Chào cô Lan. Phu nhân của bác sĩ Mai của Đào. Sau những năm mà cô đã gắn bó với lại trung tâm như vậy thì cô hiện tại bây giờ cô thấy đó, cô thấy vừa lòng chưa? Thưa chị Lan, thì nói thiệt là mỗi ngày em và Michael đều phải nói là cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn những cái gì mà bệnh nhân, staff, our support, our provider đã làm việc với mình mỗi ngày và đã cho mình cái sự thành công của ngày hôm nay. Tụi em luôn luôn là cả hai người đều đồng lòng với là phải trả lại cho cộng đồng. So we so blessed that you know without the love and support của tất cả mọi người thì I don't think it's possible where we are today. So yeah. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để gửi đến quý vị một bữa tiệc gọi là Holiday Celebration với bác sĩ Mai của Đào. Nhưng chắc quý vị biết rằng thế hệ của những người trẻ đến đây thành công tại Hoa Kỳ, và trong đó có những người bác sĩ về ngành y khoa. Nhưng hôm nay thì trong cái bàn tiệc chúng tôi lại có cơ hội gặp rất nhiều vị bác sĩ tốt nghiệp từ y khoa Sài Gòn. Họ là những người đầu tiên có thể nói gắn liền với tất cả những gì mà người Việt chúng ta đã gắn bó trong một thời gian qua dài. Đây là bác sĩ, xin lỗi xin bác cho chị giới thiệu tên ạ. Là bác sĩ Bùi Đắc Lộc. Chắc có lẽ quý vị bác với bác sĩ Lộc rất nhiều ở tại đây rồi. Nhưng hôm nay thì chúng tôi đặc biệt là giới thiệu đến quý vị hai vị bác sĩ mà chắc lẽ những thế hệ của những người trước năm 75 sẽ biết nhiều. Chị Lộc, đây là bác sĩ Nghiêm. Dạ, đó là bác sĩ Nghiêm Đạo Đại. Chắc lẽ quý vị đã biết bác sĩ Nghiêm Đạo Đại là một trong những người đã từng dạy ở trên trường đại học Medical Pittsburgh. Dạ, là một trong những trường đại học nổi tiếng ở tiểu bang Philadelphia. Và bác sĩ Ngô Thế Vinh. Bác sĩ Ngô Thế Vinh, hình như tôi biết là bác sĩ có biết một cuốn sách gì phải không chị?
Dạ thưa anh, bác sĩ Ngô Thế Vinh ngày xưa đó là đã viết cuốn Vòng Đai Xanh rất là hay. Những năm sau này thì bác sĩ viết những cuốn như là Biển Đông Dậy Sóng, Cửu Long Cạn Dòng. Bác sĩ làm một cái nghiên cứu về dòng sông Cửu Long rất là công phu. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái điểm đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Đây là hình ảnh của những người bác sĩ đã tốt nghiệp trường Y khoa Sài Gòn, hôm nay cùng chia sẻ cái niềm vui với những người thế hệ thứ hai đến định cư tại Hoa Kỳ. Một lần nữa, những hình ảnh này chúng tôi gửi đến quý vị nhân mùa Giáng sinh.